Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, bấm đăng ký để cập nhật những video tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 5 triệu token có ký hiệu là Lucky Dot. Thì để tham gia giá hôm nay mình link phần link mô tả dưới video mở Telegram mới start chatbot này bạn. À nhiệm vụ khá là nhiều luôn các bạn. Đây website của nó bạn, bạn check qua website này các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên mình follow Twitter nè. Trên Twitter này bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt đắp lên em ạ. Tiếp tục các bạn vuốt con Simber nữa. Rồi xuống đây thì các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Các bạn nhớ login vào, chọn tất cả hình ảnh của setup nữa. Rồi các bạn bấm next. Rồi các bạn bấm vuốt nha các bạn. Rồi nếu bấm vuốt xong thì các bạn bấm vào up to wallet cái nữa các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục follow Twitter nè. Rồi xin ngủ gấp này mình follow rồi các bạn tweet nè các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho tweet trang ba người bạn mình vào đó các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn join kênh seller nè. Rồi join kênh group nè. Rồi subscribe kênh YouTube, join kênh group, kênh seller hết tất cả các trang mạng xã hội nữa các bạn. Join group nè. Rồi vào đây thì các bạn bấm vào gỡ cái ảnh các bạn đã chụp vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Mình đã đăng ký rồi các bạn. Rồi bấm vào mục chat nè. Rồi bấm sau này đớp các bạn. Rồi bấm submit đi tên nè. Rồi tiếp tục các bạn điền đầu username Telegram các bạn đã sau này đớp nè. Cộng anh 3 số 5 số 2. Rồi tiếp tục các bạn gửi lại đường link profile Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp ba kênh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gọi là chatbot nè. Tiếp tục các bạn bấm don nha các bạn. Nó có vuốt chưa thì bấm don. Xeo ảnh photo vào kênh Telegram group đó thì mình đã xeo gọi nha các bạn. Xeo một bước nữa. Mình xeo gọi thôi các bạn. Rồi, các bạn gửi địa chỉ với bên B sẽ match trên bet 20 trên dưới chocolate nha các bạn. Rồi. Các bạn join vào tất cả các mạng xã hội nó bấm don. Rồi các bạn gửi lên cái link request. Ở ngoài cửa kìa coi. Rồi các bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba kênh cùng nhấp vào một sơ. Các bạn chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết. Rồi các bạn gửi lên link request nè. Tiếp tục bấm ba lần xí chết số cả mà kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 5 triệu token mini Lucky Dot nè. Và gì đó mình ghép mình chia sẻ trong bè về cái thằng Lucky Dot token các bạn. Withdraw rồi. Airdrop này sẽ phối vào ngày 5 tháng 8 nha các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.